nữ ứng cử viên giám đốc tình báo Mỹ, từng bị Kiev cáo buộc tham gia hoạt động thông tin đặc biệt của Nga chống Ukraine. Cựu nghị sĩ Tulsi Gabbard, người được Trump đề cử vào vị trí giám đốc tình báo quốc gia Mỹ, đã nhiều lần phản đối chính sách của Mỹ tại Ukraine, bao gồm cả chính sách cung cấp viện trợ quân sự. Các bài đăng của bà trên mạng xã hội cho hay, cuộc chiến và đau khổ này lẽ ra có thể dễ dàng tránh được nếu chính quyền hiện tại của Tổng thống Mỹ Biden và NATO chỉ đơn giản thừa nhận những lo ngại an ninh chính đáng của Nga so với Ukraine tham gia NATO. Điều đó có nghĩa là sự hiện diện của quân đội Mỹ và NATO ngay trên biên giới Nga, bà Gabbard đã viết trên trang mạng xã hội X ngày 23 tháng 2 năm 2022. Bà Gabbard chỉ trích quyết định gửi bom chùm tới Ukraine của Biden cho thấy họ không quan tâm đến người dân Ukraine. Những loại đạn này sẽ gây thương vong cho người Ukraine do bom chưa nổ trong nhiều thập kỷ. Ngày 16 tháng 8 năm 2022, cựu nghị sĩ đăng bài, các biện pháp trừng phạt của Biden đang thất bại, doanh thu từ năng lượng của Nga hiện cao hơn trước khi cuộc chiến nổ ra. Đây là vấn đề về nguồn cung mà ông Biden tạo ra. Bà Gabbard nhiều lần chỉ trích chính quyền Biden và các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội vì việc người Mỹ phải chịu gánh nặng thuế để hỗ trợ Ukraine, quốc gia thậm chí không phải chịu sự kiểm toán và thanh tra. Kể từ tháng 4 năm 2022, bà Gabbard đã nằm trong cơ sở dữ liệu của trang web Peacemaker của Ukraine vì bị cáo buộc tham gia các hoạt động thông tin đặc biệt của Nga chống Ukraine. Sau khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm sau, Quốc hội mới sẽ lắng nghe các ứng cử viên cho những vị trí trong chính quyền và sau đó phê chuẩn, vì Đảng Cộng Hòa được kỳ vọng sẽ chiếm đa số ở cả hai viện quốc hội nên quá trình thống nhất đề cử sẽ được tiến hành nhanh chóng. Ukraine đang lên kế hoạch lôi kéo ông Trump. Mikhail Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố nước này có thể đề nghị một phần thay thế các lực lượng quân sự Mỹ đang triển khai tại châu Âu, cũng như cung cấp quyền tiếp cận độc quyền đối với các khoáng sản hiếm của đất nước này nhằm đảm bảo sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Trả lời phỏng vấn nhật báo Italy La Repubblica ngày 14 tháng 11, ông Podolyak được hỏi về quan điểm của ông về cách mà quan hệ giữa Mỹ và Ukraine sẽ thay đổi dưới thời ông Trump và tác động của việc ông Trump trở lại Nhà Trắng có thể ảnh hưởng thế nào đến kế hoạch chiến thắng của Zelensky. Kế hoạch trên được Zelensky trình bày hồi tháng trước và yêu cầu một lời mời tham gia NATO ngay lập tức. Kế hoạch này được cho đã nhận được phản ứng lạnh lùng từ phương Tây. Tuy nhiên, theo ông Podolyak, một số yếu tố có thể thu hút và thay đổi mối quan tâm của ông Trump đối với tham gia NATO của Kiev. Chúng tôi mang tính thực dụng để bàn đàm phán. Chúng tôi đã phát triển chuyên môn quân sự và có thể đề nghị ông Trump một phần thay thế các lực lượng Mỹ tại những khu vực khác nhau, trước hết là tại châu Âu. Chúng tôi cũng sở hữu các mỏ khoáng sản hiếm như lithium và titan mà chúng tôi có thể khai thác cùng nhau, ông nhấn mạnh. Ông Podolyak cũng cố gắng xua tan mối lo ngại rộng rãi rằng chiến thắng của ông Trump là tin xấu đối với Ukraine. Ông Trump từng liên tục chỉ trích viện trợ không điều kiện của Mỹ cho Ukraine và cam kết sẽ kết thúc cuộc chiến nhanh chóng. Để làm điều này, ông có thể buộc Kiev phải hoãn tham vọng tham gia NATO và đóng băng các hoạt động thù địch dọc theo chiến tuyến hiện tại. Theo Podolyak, Tổng thống đắc cử Trump là một chính trị gia có mục tiêu trở thành số 1. Khi đó, Tổng thống Nga Putin sẽ phải đứng ở vị trí số 2. Tờ Financial Times của Anh đưa tin, Ukraine đã lên kế hoạch lôi kéo ông Trump tiếp tục viện trợ của Mỹ bằng cách mô tả đây là một kế hoạch để xói mòn Bắc Kinh với ý tưởng rằng Ukraine sẽ tạo ra một hệ thống mà bất cứ ai ngoài Trung Quốc sẽ cùng tiếp cận tài nguyên thiên nhiên của Ukraine. Israel tiếp tục không kích gây thương vong lớn tại Liban, Syria. Ngày 14 tháng 11, hãng thông tấn quốc gia Liban đưa tin 11 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong cuộc không kích của Israel vào miền Nam và miền Đông Liban cho đến cùng ngày. Máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành một loạt không kích vào thành phố Baalbek ở phía đông, trong đó có một cuộc tấn công nhằm vào một tòa nhà 2 tầng ở khu phố Al-Sharq khiến 9 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Trước đó, máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện 16 cuộc không kích vào thành phố Nabatieh ở phía nam Liban và những khu vực xung quanh. Ngoài ra, còn có 11 cuộc đột kích vào những thị trấn gần Tire và Bin Bein. Còn tại Syria, ít nhất 15 người Syria thiệt mạng và 16 người bị thương trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel vào những quận phía tây của thủ đô Damas. Hãng thông tấn nhà nước Sana dẫn tuyên bố có đoạn kẻ thù Israel đã thực hiện cuộc tấn công hung hăng từ cao nguyên Golan bị chiếm đóng lúc 15 giờ 20 giờ địa phương. Tên lửa của đối phương đã được phóng về phía một số tòa nhà dân cư trên đại lộ Meze ở thủ đô và tại khu phố Qusayya ở ngoại ô Damas, sát hại 15 người và làm bị thương 16 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Các tòa nhà bị trúng đạn đã bị hư hại đáng kể. Trong diễn biến khác liên quan, người phát ngôn quân đội Israel
14 tháng 11 tuyên bố Israel sẽ chặn đứng bất kỳ ý đồ nào nhằm tuồn vũ khí cho Hezbollah từ Syria. Chủ đốc Daniel Hagari nói với phóng viên, chúng tôi đang xác định tên lửa và những loại vũ khí khác mà Hezbollah phóng vào lãnh thổ Israel để sản xuất tại Syria. Chúng tôi sẽ tấn công mọi nỗ lực đưa vũ khí từ Syria đến tay phong trào Hezbollah và chúng tôi sẽ tấn công tất cả các cơ sở hạ tầng mà chúng tôi xác định được ở Syria có mục đích sản xuất vũ khí cho Hezbollah. Hamas sẵn sàng ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza. Phong trào Hamas của Palestine sẵn sàng ngừng bắn ngay lập tức tại giải Gaza. Tuy nhiên, lực lượng này đã nhiều tháng không nhận được bất kỳ đề xuất nghiêm túc nào từ Israel. Bassem Naim, một quan chức cấp cao của Hamas cho biết trong buổi phỏng vấn của Sky News. Theo ông Naim, thỏa thuận được định nghĩa rõ ràng được trung sân hòa giải cuối cùng là thỏa thuận ngày 2 tháng 7. Nó được thảo luận chi tiết và tôi nghĩ chúng tôi đã gần đạt được ngừng bắn. Naim nói và cho biết thêm, đáng tiếc, Thủ tướng Israel đã chọn đi theo hướng khác. Ông ta thực hiện ít nhất 2-3 vụ thảm sát lớn ở Khan Yunis và thành phố Gaza. Và sau đó cuối cùng, ông ta ám sát nhà lãnh đạo hàng đầu của chúng tôi là Ismail Haniyeh. Sau đó, chúng tôi không nhận được bất kỳ đề xuất nghiêm túc nào. Quan chức cấp cao Hamas lưu ý. Ông Naim cho biết thêm, Hamas sẵn sàng thực thi ngay lập tức lệnh ngừng bắn để kết thúc cuộc chiến này, tiến tới một cuộc trao đổi tù nhân nghiêm túc. Ông Naim cũng bày tỏ hy vọng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ tiến hành các bước cần thiết để chấm dứt cuộc chiến tại Gaza. Iran cảnh báo sẽ phản ứng mạnh nếu bị áp lực về vấn đề hạt nhân. Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami ngày 4 tháng 11 tuyên bố Iran sẽ có phản ứng nhanh chóng và thích đáng đối với mọi sáng kiến chống lại chương trình hạt nhân của nước này. Phát biểu trong buổi họp báo chung với Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi tại Tehran, ông Eslami nhấn mạnh bất kỳ quyết định hay nghị quyết nào của IAEA về vấn đề hạt nhân Iran sẽ phải đối mặt với phản ứng tức thời từ Iran và cơ quan này đã nhiều lần nhận thấy Iran sẽ không khuất phục trước áp lực và sẽ thúc đẩy chương trình hạt nhân cho phạm vi lợi ích quốc gia. Iran bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp đối phó. Về phần mình, ông Grossi nhấn mạnh các cơ sở hạt nhân ở bất cứ đâu trên thế giới không bao giờ được trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công quân sự. Phát biểu trên được đưa ra sau Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố hồi tháng 10 rằng Israel hiện có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết để tấn công Iran và có thể tiếp cận bất kỳ mục tiêu nào mà Tel Aviv muốn. Thủ tướng Israel nói thêm, mục tiêu quan trọng nhất của đất nước là ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân. Trong chuyến thăm Tehran, ông Grossi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được kết quả trong đàm phán với Iran để tránh chiến tranh. Ông Grossi khẳng định rằng, tại thời điểm này, đạt được một số kết quả cụ thể, hữu hình và thấy được là không thể thiếu. Điều này cho thấy công việc chung đã cải thiện tình hình và nói chung đang đưa chúng ta xa xa khỏi xung đột và cuối cùng là chiến tranh.